Salon Media xin chào tất cả anh em nhé. Tìm mua tai nghe True Wireless trong tầm giá loanh quanh khoảng 2 triệu đồng. Nó là một cái câu chuyện gần như không khác gì là mò kim đáy bể. Tại vì anh em có thể biết đấy, hiện nay thì có rất nhiều các con tai nghe đến từ nhiều thương hiệu khác nhau này. Và gần như con nào cũng có những ưu điểm đáng khen và cũng có những nhược điểm chí mạng. Nên là rất khó cho anh em, những ai mà muốn cần một con tai nghe để end game hoặc đơn giản chỉ để nghe thôi. Và thực sự chất lượng, nó đầy đủ tính năng và giá cả vẫn phải hợp lý. Đầu ra thì hết đồ thơm mà ông cậy. Thực sự là có đấy. Và trên tay mình đây đó chính là một chiếc Earphone Air Pro 4, một con tai nghe True Wireless toàn diện nhất từ A đến Z trong tầm giá luôn. Và anh em hãy tìm hiểu cùng mình nhé. Vẫn như thường xuyên thì packaging đầu tiên trước nhé. Về phần đóng gói mở hộp thì cũng không có gì khác biệt nhiều so với các sản phẩm trước đó của nhà Earphone. Vẫn là kiểu hộp tông vàng trắng, nhỏ gọn, được in các thông số, tính năng nổi bật ở mặt trước. Mình cũng không có gì phàn nàn về hộp của nó đâu. Bên trong thì phụ kiện cũng khá là đầy đủ. Ngoài sách hướng dẫn sử dụng và cộng cáp sạc USB-C thì có tới 5 cặp eartips đủ size khác nhau cho anh em lựa chọn để đeo thoải mái cũng như fit tai nhất nhé. Và hơn thế nữa, hãng cũng tặng kèm một cây tăm vệ sinh màng loa. Và cái này nó có thể vệ sinh chấu sạc trong đốc sạc. Một chi tiết cũng khá là nhỏ thôi nhưng cũng thể hiện rằng Earphone rất quan tâm đến trải nghiệm của người dùng. Và thôi không dài dòng nữa, đến với nhân vật chính luôn nhé. Earphone Air Pro 4, cảm giác lần đầu mình cầm qua con này thì mình thấy có sự khác biệt so với Air Pro 3 này. Đốc sạc của con Pro 4 này gọn hơn một xíu. Và hình dáng của con đời trước, con Pro 3 ấy, thì nó sẽ theo hơi hướng hình vuông. Còn đời 4 này thì sẽ là hình chữ nhật. Còn độ dày thì mình thấy nó cũng xem nhau thôi. Chất liệu hoàn thiện con này cũng khá là tốt và cứng cáp. Không có cảm giác ọp ẹp hay là giống nhựa rẻ tiền đâu. Vỏ sẽ là nhựa nhám và cũng không quá bám nhiều vân tay hay là mồ hôi. Với tay của mình ra mồ hôi khá là ít nên cầm em này vẫn rất là ok. Mặt trước sẽ khắc logo và được mạ bóng này. Bên dưới sẽ có đèn LED và hiển thị tình trạng pin. Đằng sau là cổng cắm sạc, Type-C như bình thường thôi. Bên dưới là một số thông tin về tai nghe, cũng khá là cơ bản, không gì đặc biệt. Và đấy chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong đây này, anh em có thể thấy không? Sẽ có hai cụm đèn nằm trong đốc sạc nhé. Và cái đèn này nó sẽ không để trang trí đâu. Cụm đèn này nó sẽ nhấp nháy hoặc là bật khi anh em bỏ tai nghe vào đốc sạc, hoặc là reset tai nghe cũng như là vào chế độ pairing nhé. Bản lề của con này cũng hoàn thiện cực kỳ là chắc chắn luôn. Và bên trên đốc sạc nó sẽ lót một cái lớp nhám nhám này này. Và cái lớp này nó cũng không thực sự vô tri như anh em nghĩ đâu. Cái lớp gờ này nó sẽ giúp cố định hai con tai nghe của chúng ta chắc chắn hơn khi em để trong đốc sạc, nhằm mục đích sẽ không làm gián đoạn tình trạng quá trình sạc tai nghe nếu mà nó có bị xô lệch khi anh em quăng quật hoặc rung lắc mạnh ấy, thì cái này rất là hay luôn nhá. Lại thêm một điểm tinh tế nữa cho Earphone luôn ạ. Housing của con Air Pro 4 này cũng không quá là khác so với đời 3 cả. Ngoại trừ cái phần chuôi này đã được làm ngắn hơn, vì người dùng con Air Pro 3 đã phàn nàn khá nhiều rằng housing của con này nó quá là dài, nên là Air Pro 4 đã rút ngắn hơn khoảng 20% nên đeo gọn hơn khá nhiều. Về cảm giác đeo cũng y hệt con 3 thôi. Đeo cực kỳ là fit tai, đeo rất thoải mái luôn. Nhưng anh em hãy nên lưu ý rằng lựa chọn cái eartip phù hợp với khuôn tai của mình nhá, chứ không đeo lâu mà với cái eartip mà không vừa với cái kích cỡ tai thì nhức tai cực kỳ luôn đấy. Tiếp theo là về phần tính năng của Air Pro 4 này. Nói về công nghệ được trang bị trên tai nghe của nhà Earphone thì khỏi phải bàn luôn rồi. Gần như là cái gì cũng có hết luôn. Bluetooth 5.4 này, chiếc Qualcomm QC3091 này, hỗ trợ codec IPTX Adaptive này, AEC, LDAC và SBC. Và đặc biệt, Air Pro 4 còn tích hợp cả công nghệ Auracast và LE Audio. Nó cho phép chúng ta chia sẻ âm thanh với nhiều thiết bị khác cũng hỗ trợ công nghệ này và sẽ đều có thể nghe cùng một bài nhạc trong cùng một lúc nhé. Và hơn nữa, nó còn cho phép phát sóng âm thanh công cộng tới bất kỳ ai trong phạm vi phủ sóng bằng bộ thu tương thích ấy. Và công nghệ này thì mình thấy là hiện tại đang chỉ có trên chiếc Sennheiser Momentum True Wireless 4, chiếc con tai nghe True Wireless cao cấp nhất hiện nay. Nhưng mà cái công nghệ này thì mình thấy nó cũng chưa quá phổ biến tại Việt Nam đâu. Chống ồn thích ứng xuyên âm đủ cả nhá. Kết nối đa điểm cho phép chuyển đổi giữa các thiết bị này. Tương thích Google Fast Pair, có cảm biến tiệm cận, tháo tai dừng nhạc, tích hợp sạc không dây, kháng nước IPX5. Và cái tiêu chuẩn kháng nước này thì mình nghĩ là chỉ phù hợp với anh em tập thể thao hoặc là đi mưa nhẹ nhẹ thôi nhá. Trang bị game mode với độ trễ cực thấp luôn, chỉ khoảng 50ms thôi, mình thấy rất là ấn tượng với độ trễ này luôn nhá. Nên là anh em có thể chiến game và xem phim thoải mái mà không lo bị delay luôn. Nói chung cùng thì Air Pro 4 cũng đã được hãng chú trọng rất nhiều về công nghệ. Mình kể sơ qua thôi thì cũng đã rất là mỏi mồm luôn rồi. Rất nể các pháp sư Trung Hoa luôn nhá, cái gì cũng có hết cả và là cực kỳ là tốt luôn. Cảm ứng của em này là cảm ứng chạm. Các thao tác cũng khá là dễ làm quen với người mới sử dụng, anh em có thể tùy chỉnh được trong app của nó nhá.
mình đã có một video hướng dẫn và reset về em nó rồi, anh em có thể tham khảo trên kênh Solar Media nhé. Tiếp theo là về thượng lượng pin. Lại một lời khen nữa dành cho AirPro 4. 11 giờ trong một lần sạc nếu tắt ANC, còn nếu bật ANC thì sẽ rơi vào khoảng 7,5 giờ trong một lần sạc. Và nếu mà tính tổng thời lượng pin kết hợp với hộp sạc thì nó sẽ lên tới tận khoảng 52 giờ. Với mức pin này thì nó rất là khủng bố luôn rồi. Nếu một ngày anh em chỉ nghe khoảng 1 tiếng như mình ấy, thì chắc phải cả tháng mới phải sạc một lần luôn. Về phần kết nối, em này được trang bị Bluetooth 5.4 này, chiếc Qualcomm QC3091, hỗ trợ codec aptX Adaptive AAC, LEAC, SPC. Và mình cũng không có phàn nàn gì về cái kết nối của con này cả. Mình có thử cách xa điện thoại khoảng 50m nhưng vẫn cứ là ok nhá. Còn kết nối đa điểm cũng rất là mượt, không lo bị delay hay có lỗi gì xảy ra trong quá trình chuyển đổi đâu. Về mic em này thì sẽ hãng công bố khoảng 3 micro cho mỗi bên tai, tức là anh em sẽ có khoảng tổng 6 micro cho cả hai bên, kết hợp thuật toán AI khử ồn và chống ồn CVC 8.0, sẽ test ở hai điều kiện môi trường văn phòng cũng như là ngoài trời nhé. Let's go. Solar Media xin chào tất cả anh em. Hiện tại thì mình đang test mic của chiếc Earfun AirPro 4 ở trong điều kiện môi trường văn phòng có khá là ít tiếng ồn, chỉ có tiếng quạt kêu và tiếng điều hòa thôi, khá là yên tĩnh. Solar Media xin chào tất cả anh em nhé. Hiện tại thì em đang đứng ở phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, nơi mà có rất nhiều tiếng xe cộ qua lại, tiếng còi kêu này. Mình đang đứng ở ngay đoạn ngã tư đâu, đèn đỏ luôn, nên là rất là đông tiếng nhá, rất là đông các phương tiện qua lại và rất là nhiều tiếng ồn các tạp âm xung quanh. Và hiện tại mình đang ở dưới bên và đang nảy khá là ổn, không biết mình sẽ như thế nào, anh em hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Tính năng nữa không thể thiếu đó chính là chống ồn ANC và xuyên âm. Nhà sản xuất công bố em này được trang bị công nghệ Quiet Smart 3.0 lên tới 50 dB. Trong app thì có tới 5 chế độ chống ồn khác nhau có thể tùy chỉnh, ví dụ như là Strong ANC này, Adaptive ANC và Balance ANC vân vân. Và mỗi chế độ thì đều có một phần chú thích bên cạnh nhằm mô tả cái kiểu chống ồn của nó ấy. Và mình thì hay để Balance ANC cho đỡ áp lực quá nhiều lên tai, vì để Strong ANC nếu mà nghe lâu thì sẽ dễ bị đau đầu ấy. Còn khi ra ngoài đường thì mình sẽ chọn Wind Noise Cancellation vì chế độ này nó có khả năng lọc gió khá là tốt. Còn cái Adaptive ANC thì mình cũng không hay dùng đâu, bởi vì nhu cầu mình cũng không cần chuyển đổi giữa các chế độ quá nhiều. Và mình đã có test qua em nó ở chế độ Balance ở trong môi trường khác nhau và có một số nhận xét như sau. Chống ồn của con AirPro 4 này rất rất tốt luôn nhá, mình khẳng định là chống ồn của em này rất ngon luôn. Nó sẽ hơn con AirPro 3 khoảng một bậc đấy. Một phần cũng là chống ồn thụ động cũng khá là tốt rồi. Mình ở trong văn phòng thì những cái tiếng quẹt hay là tiếng điều hòa hay là những tiếng ồn nhỏ đều được triệt tiêu, không còn nghe thấy gì nữa luôn. Còn khi ra ngoài đường thì tiếng còi xe cộ đều được lọc đi khoảng 80%. Anh em bật thêm nhạc volume khoảng 50% nữa là một mình một thế giới luôn. Thì chống ồn của con AirPro 4 thì mình sẽ so sánh với chiếc Apple AirPods Pro 2 quốc dân. Trên thang điểm 10 thì sẽ rơi vào khoảng 7,5 trên 10 nhá. Còn so với chiếc Huawei FreeBuds Pro 3 thì sẽ rơi vào khoảng 8,5 trên 10 hoặc là 9 trên 10 nhá. Xuyên âm thì của con này mình thấy tạm ổn thôi, vẫn có thể nghe rõ tiếng người nói hoặc tiếng môi trường hay tiếng thông báo của sân bay hoặc tàu xe cũng khá là rõ ràng. Theo lời về phần kết nối app này, từ trước đến nay thì mình vẫn luôn đánh giá cao cái app của nhà Earfun vì cực kỳ là đầy đủ tính năng, rất trực quan và thân thiện kể cả với người mới sử dụng ấy. Trong app thì anh em có thể phập phạch mọi thứ luôn, từ check phiên bản phần mềm, cập nhật phần mềm, tùy chỉnh các chế độ chống ồn xuyên âm và vân vân. Đặc biệt có cực kỳ nhiều preset EQ cho anh em lựa chọn. Anh em có thể điều chỉnh thủ công hoặc chọn các preset có sẵn hay sử dụng cũng khá là hiệu quả. Theo khu âm thanh của mình thì mình sẽ để mặc định hoặc giảm trầm đi chút để nghe cho đỡ mệt hơn. Tiếp theo là về phần chất âm này. Một con tai nghe trong tầm giá khoảng 2 triệu đồng thì ngoài yếu tố nhiều tính năng đi kèm ra thì chất lượng âm thanh cũng rất đáng để mong đợi. Về chất âm của AirPro 4 năm nay mình thấy có sự khác biệt so với AirPro 3 nhé. Theo như nhà sản xuất công bố thì em này sử dụng Drive Dynamic với kích thước 10mm, đồng thời được chứng nhận âm thanh Hi-Res Audio và Qualcomm Snapdragon Sound. Các codec hỗ trợ đi kèm như là aptX Adaptive này, AAC, LDAC và SPC mang tới khả năng truyền tải dữ liệu âm thanh lên tới 24 bit, 96 kHz. Và đó chỉ là lý thuyết thôi, chúng ta hãy đến với trải nghiệm thực tế nhé. Và sau khi mình thẩm qua con này, mình cảm thấy rằng có một màu âm khá là khác so với con AirPro 3. Không còn quá là V-shape nữa, mà thay vào đó nó
có một chất tiếng dày dặn hơn này, giải mít được làm tròn chỉnh hơn, có độ nổi khối và ấm áp theo kiểu dày hơn ấy. Đầu tiên là về giải bass, cái giải trầm của sản phẩm nhà Irfan từ trước đến nay đều rất chất lượng trong tầm giá, và con này cũng không phải ngoại lệ, cực kỳ nhiều lượng và đánh rất là sâu luôn. Giải bass được tập trung nhiều phần low bass, speed bass tương đối ổn thôi. Và cái kiểu bass này nếu mà anh em từng nghe chiếc bao Wikin Bay 5 ấy, thì cái chất của nó sẽ khá giống con đó. Tuy nhiên thì nó sẽ chưa được dày dặn và cái speed bass nó chưa được tốt bằng con Bay 5, nhưng mà cách tune thì nó sẽ khá là giống nhau đấy. Mình nghe bài Scream and Shout của William và Britney Spears cho ra một cái giải bass cực kỳ là giàu năng lượng, đánh rất là tốt và nghe thực sự mình thấy rất là đã tai luôn. Tuy nhiên ở một số bài hát có tiết tấu nhanh như là soundtrack Every Look của La La Land thì vẫn chưa thực sự tái hiện tốt tiếng solo và tiếng trống đâu. Nhưng mình thấy giải bass của con Air Pro 4 này rất là chất lượng luôn rồi, và nó sẽ là điểm nhấn trong cái chất âm của con Air Pro 4 này đấy. Về giải mid của con này mình thấy được cải thiện hẳn so với đời tiền nhiệm Air Pro 3 luôn, không quá lùi so với hai giải còn lại nữa. Mid của Air Pro 4 được làm dày hơn, nổi bật hơn, ấm áp hơn này, nhưng vẫn có độ gai góc và khiến mình liên tưởng tới dòng sản phẩm của Sennheiser, nhưng mà nó vẫn chưa được ngọt ngào và tách bạch so với đối thủ từ nước Đức được. Mic của Air Pro 4 có gì đấy vẫn chưa thực sự được bóc tách đâu. Nếu anh em nghe những bài hát có nhịp điệu và các layer phức tạp như đoạn opera trong bài Bohemian Rhapsody của Queen thì vẫn chưa được thực sự quá rõ ràng. Giải mid của con này nếu mà so với chiếc Momentum True Wireless 4 thì mình sẽ đánh giá rơi vào khoảng 6,5 trên 10 nhé. Về âm trường của chiếc Air Pro 4 ở mức tạm ổn thôi, không quá rộng và cũng không quá bị ngột ngạt. Tiếp theo là về phần treble của con này. Mình thấy treble của con này mình đánh giá tổng thể nó sẽ ở mức tạm ổn, ok. Ở một số bài hát thì mình thấy con này ở mức tròn vai thôi. Ví dụ trong bài David Don't Smile, giọng của Bruno Mars rất là trong trẻo và nổi bật hơn hẳn so với nhạc cụ. Nhưng mà trong bài Young and Beautiful của Lana Del Rey, mình lại cảm thấy cái high mid nó sẽ hơi bị lớn sang treble một chút. Lúc này thì giọng của ca sĩ Lana Del Rey hơi bị tối và mờ nhạt hơn hẳn luôn. Nhưng mà tóm lại, mình sẽ gói gọn tổng thể về cái chất âm của con này. Theo cá nhân mình thấy thì đây là một con tai nghe có chất âm hay đấy chứ, phù hợp với những ai thích nghe nhạc mạnh này, nhạc sôi động và các thể loại nhạc thị trường như là pop, dance, hip hop, deep house. Còn về các thể loại có nhạc tính cao, đòi hỏi kỹ thuật và nhiều giải âm phức tạp ấy thì con này chưa thực sự phù hợp đâu. Cuối cùng thì con tai nghe này thì nó sẽ dành cho những ai? Đầu tiên chắc chắn nó sẽ phù hợp với những anh em cần con tai nghe có thiết kế đeo fit tai thoải mái này, có chất âm thiên hướng trẻ trung sôi động, và đặc biệt là có cả một bầu trời công nghệ cho anh em những ai thích vọc vạch, thích trải nghiệm những tính năng cao cấp từng thấy trên những con tai nghe đắt tiền. Và những anh em nào đi tập gym mà đeo con này nghe những cái bài có bass mạnh ấy thì cực kỳ là phù hợp luôn nhá. Đảm bảo con này nó sẽ khiến anh em có động lực, tăng thêm động lực tập đến ngưỡng thất bại luôn. Tổng thể thì mình sẽ đánh giá con này sẽ rơi vào khoảng 8,5 trên 10 overall nhá. Từ tính năng cái gì cũng có này, thậm chí còn rất là hiệu quả cơ, chứ không phải là làm cho có đâu. Chất âm cũng rất tốt và quan trọng là đeo cũng rất thoải mái nữa. Và hiện tại Song Long Media đang phân phối em này chính hãng với mức giá chỉ hơn 2 triệu, nhỉnh 2 triệu một xíu thôi. Anh em có thể tới tham khảo và đeo thử trên tai, trải nghiệm, nghe tận tai, xem tận mắt nhá. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt tất cả anh em.